Xin chào các quý vị khán giả của VC Home. Ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với quý vị một công trình mang phong cách tân cổ điển vừa được thi công hoàn thiện trong năm 2021 tại Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Công trình nhà anh Sơn tại Mê Linh được đội ngũ VC Home thiết kế vào tháng 3 năm 2021. Hình thức được lựa chọn ngay khi chúng tôi lên phương án đầu tiên, đó là hình thức mái thái. Nhà hai tầng mái thái ngày nay đang rất phổ biến và được ưa chuộng. Nó không chỉ mang vẻ hiện đại, trẻ trung mà còn có tính năng tản nhiệt chống nóng, nhanh thoát nước không bị ứ động trên mái. Anh Sơn, chủ đầu tư của công trình, cho biết mong muốn của bản thân là sở hữu được một căn nhà ưng ý, từ phong cách, công năng thẩm mỹ cho đến phong thủy cơ bản. Anh luôn cẩn thận và kỹ lưỡng trong từng chia sẻ ý tưởng và trong cả quá trình hoàn thành công trình nhà mình. Khu đất xây dựng nho nhỏ vừa đủ để phô trương một công trình nhà ở hoành tráng. Căn nhà có kích thước mặt tiền 9m và chiều sâu là 11,5m, chưa tính sảnh, chiếm mật độ xây dựng 65%, với diện tích sàn tầng 1 xấp xỉ 110m2. Địa thế là khu đất phố với đặc trưng phát triển mặt tiền và như mong muốn của anh Sơn, công trình được chúng tôi phác thảo phương án theo phong cách bán tân cổ điển, đẹp mắt và sang trọng. Tổng thể bao quát công trình là điểm nổi bật của hệ thống mái cao giáo. Màu ngói đỏ hòa quyện cùng lớp áo trắng thanh thoát bên ngoài toát lên vẻ quyền quý nhưng lại ẩn mình những điều rất đỗi an nhiên. Chi tiết ngoại thất trang trí tỉ mỉ, những đường phào chỉ và gờ nổi được thiết kế tinh xảo và có sự nhất quán. Cùng với đó, hệ thống cửa chính cũng như cửa sổ được lựa chọn chất liệu phù hợp với khuôn bao chạm trổ và đường phào đẹp mắt. Toàn bộ hệ thống cửa của công trình đều sử dụng chất liệu gỗ sang trọng, còn tầng 2 bằng việc sử dụng cửa kính vừa giúp công trình có được cái nhìn thu hút, lại là giải pháp lấy sáng tối ưu. Căn nhà được mở rộng bằng 3 lối tiếp xúc với các hệ thống cột đắp vào đẹp mắt. Một công trình được coi là hoàn thiện khi các không gian xung quanh được tính toán đồng nhất. Từ hệ thống cổng, sân vườn cho đến vị trí đỗ xe cũng đã được kiến trúc sư lên ý tưởng hợp lý, giúp chủ sở hữu thuận tiện nhất trong việc sử dụng và di chuyển sinh hoạt. Chúng tôi luôn tư vấn cho các khách hàng trước và sau thiết kế để mọi người có được sự lựa chọn tối ưu nhất, từ vật liệu ngoại thất cho đến nội thất công trình. Bước từ ngoài vào trong là không gian phòng khách, nơi tiếp đón quan trọng, điểm đầu tiên khi có người đến thăm nhà. Không gian phòng khách rộng 22m2 với hệ cửa hai cánh kích thước lớn, giúp nơi đây luôn tràn ngập ánh sáng và tận hưởng được những cơn gió mát mẻ khi hè về. Phía bên trái là không gian phòng thờ rộng 15,8m2. Phòng thờ là nơi thiêng liêng và có sự riêng tư nhất định, nên tại đây được bố trí một sảnh riêng biệt, đồng thời đảm bảo đủ độ sáng và yên tĩnh. Đi sâu vào bên trong là một phòng ngủ nhỏ rộng 14,5m2 và khu vực bếp ăn của gia đình. Cũng tương tự, bếp là nơi tập trung quây quần của các thành viên nên đây là khu vực có một không gian riêng tư hợp lý. Bếp ăn rộng 23m2, có lối sảnh riêng tiện cho sinh hoạt của cả nhà. Và cuối cùng, khu vệ sinh chung cho tầng 1 rộng rãi với diện tích 4,2m2. Vị trí này giúp cho không gian khác luôn được đảm bảo trong lành, mát mẻ chứ không hề bị ảnh hưởng. Lên tầng 2, bố cục chia đơn giản cho 4 phòng ngủ và một phòng sinh hoạt chung. Bên trái cầu thang là hai phòng ngủ nhỏ rộng 11,5m2. Ở giữa hai phòng ngủ là vệ sinh chung cho toàn tầng. Đối diện cầu thang là phòng sinh hoạt chung của cả nhà rộng 9m2. Khu vực ban công rộng thoáng là nơi cả nhà có thể thư giãn. Và cuối cùng bên phải cầu thang là hai phòng ngủ lớn có ban công riêng, trong đó một phòng ngủ rộng 16m2 và một phòng ngủ master còn lại rộng 20,5m2. Tất cả các phòng ngủ đều đảm bảo đáp ứng được luồng sáng, luồng gió tự nhiên nhất. Đến với VC Home, mỗi chủ đầu tư sẽ được trải nghiệm thực tế với những không gian sống mới mẻ, lạ mắt hoặc chính những mong muốn tâm huyết như gia đình anh Sơn.
Quý vị hãy để VC Home biến những mong muốn đó thành hiện thực qua những công trình tới. Đừng quên like và đăng ký kênh VC Home để nhận thêm nhiều thông tin các mẫu nhà đẹp. Liên hệ ngay về hotline của chúng tôi 0365 663 966 để chúng tôi có thể hiểu rõ nhất ý tưởng của quý vị. VC Home luôn lắng nghe và thấu hiểu mong muốn của bạn, mang lại hài lòng và sự tin cậy cho cuộc sống mọi nhà.